Hello, Dũng xin được chào tất cả các bạn. Hôm nay Dũng sẽ làm về một chủ đề, đó là về phần hơi trong ca hát của chúng ta. Thì hôm bữa Dũng có làm một clip về phần hơi thở, là cách lấy hơi và cái cách sử dụng hơi của mình trong ca hát á. Thì có một bạn hỏi một câu hỏi như sau, và hôm nay Dũng sẽ giải đáp cái sự thắc mắc đó cũng như là hướng dẫn cho mọi người để hiểu rõ hơn nha. Nhưng mà điều đầu tiên đó, nếu mà sang xem xong clip này mà các bạn vẫn chưa hiểu được chính xác nhiều lắm thì chúng ta cần tìm lại clip trước đây của Dũng, đó là các bạn hãy gõ trên YouTube, ví dụ như là cách lấy hơi Hà Thế Dũng, xong đó rồi cách sử dụng hơi Hà Thế Dũng nữa, nó sẽ ra những cái clip mà Dũng có hướng dẫn rất là kỹ và rõ ở trong phần đó. Nếu mà các bạn tìm không ra thì Dũng sẽ để link đường dẫn ở dưới phần mô tả bên dưới video này ha. Thì điều đầu tiên Dũng sẽ nêu câu hỏi của bạn đó hỏi Dũng, đó là bạn đã xem video xong, bạn đã hỏi Dũng là thầy ơi, có phải là nén hơi đó thì giống như cái cảm giác là chúng ta dặn ở đây, ý là các bạn hình dung cái từ bạn ấy đang miêu tả không, tức là giống như chúng ta hay đi cái từ dặn ở đây nó hơi liên tưởng đến cái nó hơi kỳ xíu, tức là chúng ta đi vệ sinh nhé, chúng ta hay dặn hay là kìm ở cái phần dưới đáy bụng, chỗ xương chậu ấy đó, tức là bạn đã hỏi là nén hơi khi mà hát ấy, thì có phải là chúng ta sẽ dặn xuống cái cảm giác dặn như vậy không, thì Dũng trả lời luôn đó là nếu mà nén hơi mà chúng ta cảm giác giống như đang dặn, đang rị xuống ở cái phần dưới phía dưới này ấy, thì đó là không chính xác và nó phi khoa học. Có thể là các bạn sẽ thắc mắc tại sao Dũng lại nói như vậy, thì bây giờ là chúng ta để đánh giá cái câu nói của Dũng đó là đúng hay sai thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nó thế nào nha. Ok, điều đầu tiên chúng ta đều luôn hiểu đó là khi chúng ta lấy hơi trong hô hấp hoặc là trong bất kỳ ca hát hay cái gì cũng vậy hết á, khi mà chúng ta lấy một lượng hơi bên ngoài môi trường này đi vào người của chúng ta đó, thì hơi của chúng ta đương nhiên phải được chứa ở phổi. Ok, chúng ta lưu ý nha. Đó, chúng ta lưu ý nè. Dù chúng ta lấy đúng hay sai, lấy ít hay nhiều ấy, chúng ta cũng sẽ lấy hơi vào trong phổi mà thôi. Đó, thì như sau nha. Nếu mà lấy sai á, thì cái lượng hơi nó khi nó đi vô á, nó chỉ chứa ở cái phần trên này của phổi này, nó đi vô đây, nó chứa ở phần trên, là cái cách chúng ta lấy hay bị nâng lên. Cái này nếu mà không hiểu rõ thì các bạn cứ xem là cái phần clip mà Dũng hướng dẫn cách lấy hơi và cách sử dụng hơi nha, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Đó, còn nếu mà chúng ta lấy đúng á, thì chúng ta sẽ lấy cái lượng hơi nó sâu xuống phía dưới đáy phổi này nè. Đó, thì nó sẽ trải dài được hết hai cái lát phổi, và cái thể tích của phổi cũng như lồng ngực của chúng ta sẽ được mở rộng. Đó, và chúng ta sẽ sử dụng cái cơ hoành đây này, ở giữa bụng với ngực của chúng ta, giữa bụng và ngực nó có một cái vách ngăn hình vòng cung đây này ha, nó nằm ngay dưới phần dưới xương. Ok, dưới xương đây, đó, ngay dưới này nó neo đây, đó. Tức là cái vách ngăn đó nó chia đôi cái lồng ngực và cái bụng của mình làm hai phần ra, nên người ta mới gọi là khoang bụng và khoang ngực ấy. Hôm nay Dũng không có nói sâu về phần này nha, mà Dũng muốn giải thích đó là tại sao là không phải là cái kiểu là dặn đó, mà chúng ta sẽ như thế nào nha. Tức là cái cách bạn hỏi là bạn kêu là ở dưới này có phải là bụng không nha, đây là lồng ngực thì dưới này là bụng, bạn đã hỏi mình là có phải là giống như dặn ở cái phần dưới này xuống không, đó là nén hơi phải không, thì mình nói là không có phải, nó không có đúng, nó hơi phi khoa học một xíu. Lý do là như sau nha. Đó, lượng hơi chúng ta lấy vào thì nó đang nằm ở đây đúng không? Khi mà chúng ta lấy đúng thì cái cơ hoành này nó hạ, nó ép nhẹ lên phần bụng, tức là cái phổi chúng ta nó sẽ được mở rộng xuống phần dưới một chút, cơ hoành nó ép xuống thì cái thể tích phổi của chúng ta nó sẽ được mở rộng thêm một chút, đè lên phần khoang bụng đúng không nào? Đó, thì bản thân chúng ta hiểu là vậy là chúng ta đang có cái khối hơi trong người nó nằm ở cái tầng trên này này, hơi chúng ta đang nằm ở cái phần này nha, đó, khúc này này, mà trong khi đó khi hát mà chúng ta lại nén hơi theo cái kiểu cảm giác dặn xuống, tức là chúng ta đang ép cái chỗ bụng này xuống phần dưới, giống như là chúng ta đi hơi đi nặng hay đi vệ sinh ấy, kiểu là nó hơi cái từ dặn nó sẽ như vậy á, thì vô tình là chúng ta ép cái phần bụng dưới xuống, có phải là nó bị trì trệ xuống, nó bị hụt xuống thì đương nhiên là cái cơ hoành của cái phổi nó bị hụt xuống theo cái vật lý á, thì khi bụng chúng ta ép xuống phần dưới nhiều quá như vậy á, thì nó sẽ hụt áp suất và nó sẽ kéo theo cái áp suất này, nó bị kéo xuống theo, tức là khi chúng ta hát chúng ta muốn cái lượng hơi nó đẩy căng lên phần trên, mà trong đó chúng ta lại bị sai cách, đó là chúng ta dặn xuống phần dưới, tức là nó bị kéo hụt xuống dưới đúng không nào? Ví dụ như là chúng ta muốn cho nó đi lên, xong cầm cái áo nó kéo ngược xuống dưới thế này thì làm sao mà nó phát lên được? Đó, tức là hơi thì đang nằm ở phần trên, muốn nén nó phải nén từ đầu trên xuống, ví dụ thế này nha. Ok, ví dụ đây là cái mình ví dụ cái này đi, Cái này chính là cái hơi trong phổi của chúng ta đây ha. Cái này là cái chiều dài của các phổi mình đi, mình lấy ví dụ như vậy đây nha. Đây, đây, cái này là cơ hoành của mình này ha. Cái cơ hoành của mình, phổi mình nó đang nằm trên, đứng trên cơ hoành đây ha. Chiều dài của cái này mình coi như ví dụ bằng cái chai này đây nha. Đó, đây chính là cơ hoành này ha. Đó, phần dưới là bụng. Nếu mà muốn nén cái khối này xuống á, chúng ta phải đặt tay ở lên trên, nén xuống, ok, nén xuống. Chứ có ai mà cầm ở dưới này kéo xuống đâu. Muốn nén cái khối này thì phải là nén có một điểm tựa, đây chính là cơ hoành đây ha, cơ hoành này, cơ hoành là cái này này. Và đây là cái khối hơi. Muốn nén thì chúng ta phải nén từ đầu trên nén xuống. Đó, như thế này này. Tất nhiên cái này nó cứng, nó không có mềm như cái hơi trong phổi chúng ta đâu nha. Đó. Còn nếu mà chúng ta muốn nén cái này nhưng mà chúng ta lại cầm ở phía dưới, chúng ta dị xuống thế này á, dặn xuống thế này thì nó không có tác dụng gì cả, mà kéo cái này xuống nó hụt xuống dưới thế này này, tức là nó không có được chính xác. Chúng ta lưu ý nha. Nên ở đây chúng ta muốn nén cái hơi trong vai hát của chúng ta sẽ phải, cái lực chính ở đây chính là cái sức nặng của cái khung vai chúng ta và các cái cơ lên sườn, nó sẽ ép nhẹ cái hướng hơi này xuống. Mà trong cái video mình nói cách sử dụng hơi, các bạn xem là video nha, chúng ta có nói kỹ phần đó hơn rồi. Tức là khi chúng ta hát thì chúng ta sẽ mở cả khẩu hình ra và cái hơi của chúng ta nó sẽ được kết nối từ dưới này lên một cái đường ống dọc thế này, từ dưới đáy phổi kéo dọc lên trên cái khí quản và nó lên trên này. Tức là khi chúng ta hát, chúng ta sẽ được kết nối cái ống từ trên xuống dưới và chúng ta có cảm giác là chúng ta sẽ miết cái hơi từ trên vòng trên. Muốn hiểu chính xác thì hãy xem là cái video cách sử dụng hơi Hà Thế Dũng. Các bạn tìm trên YouTube hoặc là xem cái đường link ở phần dưới sẽ có ha. Đó, và Dũng sẽ ví dụ cho xem nha. Chúng ta miết cái hơi từ trên xuống này. Đó. Dũng không có ép cái phần bụng nha, tức là cái bụng nó sẽ được, nó có sự dao động là do là cái khối hơi ở trên nó ép xuống thì cái bụng của chúng ta nó bị dao động một chút, chứ không phải là chúng ta sử dụng cái phần bụng là phần chính ha. Nó không có ý nghĩa gì cả. Cái bụng ở đây nó đóng vai trò đó là cái mặt đỡ phía dưới thôi. Ví dụ bây giờ Dũng đang ngồi trên cái ghế này. Đó, muốn ngồi được tức là cái ghế đóng vai trò là đỡ cái người của Dũng. Dũng muốn đứng ở trên cái nền nhà được thì cái nền nhà đóng vai trò là cái mặt bên dưới để đỡ cho cái người của Dũng. Thì bây giờ cái cơ hoành và cái bụng mình nó đóng vai trò như vậy á. Đó, nguyên tính từ cái cơ hoành này này xuống bụng. Đó, vậy là cái cơ hoành và cái khối bụng này đóng vai trò đỡ cho cái hơi nó nén lên, ok. Và cái khối bụng nó sẽ ép lên chỗ xương chậu, ok. Xương chậu thì lên nó sẽ tương tác lên đùi, đùi thì mình đứng ở trên cái nền nhà. Đó, tức là chúng ta xem như một cái nhà lầu rồi đó. Khi mà chúng ta nén phải nén từ mặt trên của nó xuống, chứ ai lại nén ở cái mặt không có liên quan gì ở đây. Chúng ta lưu ý ở đây là không có hơi trong bụng nha. Hơi bụng là hơi được sản sinh ra trong quá trình chúng ta ăn uống tiêu hóa, hoặc là chúng ta uống Coca-Cola hay là Pepsi gì đó, cứ uống có ga ấy. Uống vô nó ợ hơi lên, đó là hơi trong bao tử ợ lên thì đó gọi là hơi bụng. Còn hơi mà chúng ta lấy ngoài môi trường này để hô hấp đó thì nằm trong phổi, chúng ta lưu ý nha. Nếu mà không hiểu rõ chúng ta cứ xem lại clip đó nha. Rồi, vậy là chúng ta sẽ nén hơi theo ở cái vòng trên này, chúng ta nén xuống này. Hôm nay mình chủ ý là mình giải thích và mình ví dụ cho các bạn một chút trong các bài hát thôi. Đó, ví dụ đây là cái miệng của chúng. Thôi, thế nào nhỉ? Ok, thế này cho nó hợp lý đi. Đây là miệng của chúng ta đúng không? Đây là miệng này, hàm dưới, hàm trên này. Đó, chúng ta sẽ cảm giác là miết cái hơi từ trên cái vòng trên theo chiều hướng xuống này. Dũng sẽ nói lại nha. Khi chúng ta hát thì chắc chắn là lượng hơi nó sẽ phải đi ra ngoài, nhưng mà cái lực nén hơi của chúng ta thì phải đi ngược lại hướng nó. Nhớ nha, hơi là đi ra hướng này ha. Nhưng mà cái lực điều khiển hơi á, cái cách mà chúng ta điều khiển cái khối hơi trong người chúng ta phải đi ngược hướng với chính nó ha. Nó giống như là cái trực thăng ấy, hay máy bay á, muốn bay lên thì phải cái quạt, cái cánh quạt nó phải đẩy không khí xuống dưới để nó tiến máy bay lên, chứ không thể nào hai cái đi cùng chiều được ha. Nếu mà cái hơi của chúng ta ra đây và cái lực đẩy nó cũng đi ra hướng này luôn là sẽ bị cứng cái cổ, mà phải đi ngược hướng lại để nó tạo cái áp suất hơi ha. Tại vì hơi chúng ta nén nhẹ xuống thì không khí nó sẽ có áp suất và nó sẽ dội ngược ra, nó sẽ ok hơn. Ví dụ nha. Đây, bài đầu tiên là một chút nhạc trẻ và có cả nhạc xưa nữa cho chúng ta hình dung nha. Bài này là bài Mascara nhóm Chilis này. Ví dụ này. Xuống ra nén này. Mắt em nhòe đi mas. Đó, rồi nó biết nhẹ cái hơi êm ái ở trên xuống mà nó sẽ sử dụng được này. Mắt em nhòe đi mascara, em trách anh không đi đến. Dũng không có để ý, không có quan tâm cái phần bụng nha. Tức là cái bụng đóng vai trò chỉ là cái điểm, cái ở phần dưới đỡ cho cái khối hơi nó ép nhẹ, nó nén nhẹ lên thôi, chứ không có giữ cái khư cái bụng thế này nha. Chúng ta sẽ bị gồng lên và cái sự tập trung của chúng ta sẽ dồn vào đó và bị thái quá và không còn say mê vào cái việc ca hát nữa, mà chúng ta hoàn toàn tập trung vào phần bụng nó không tốt, tại vì không phải là hơi trong bụng mà là hơi đang nằm ở trên bụng. Ok này. Em trách anh không đi đến nơi gọi là nhà, dù vạn ngày cùng trắng. Ok mình stop này này. Dù vạn ngày cùng trắng để lại gì tin tin mình thầm thì mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hỏi, gọi hỏi. Ok mình control được mà nó không bị cứng hả. Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi hỏi giờ đêm, mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm. Hà chúng phát âm cái chữ ở vòng trên, miết cái hơi theo chiều xuống. Cái việc đương nhiên là hơi nó đang đi ra, nhưng mà chúng ta không cần quan tâm đến việc nó đi ra, mà chúng ta chỉ quan tâm đến việc điều khiển nó theo hướng ngược lại xuống lồng ngực nha. Tại vì ở phần dưới này chúng ta không có cái lỗ thủng nên hơi nó sợ không thoát ra được hướng này đâu. Chắc chắn nó phải thoát lên, nhưng mà điều khiển miết nhẹ nó xuống để hơi nó có áp suất, mà ép nhẹ xuống nó không có lối thoát, nó không có áp suất thì nó sẽ đẩy một cái lực, nâng một cái lực lên cho âm thanh và hơi đi ra ngược lại ha. Mình còn lại gì ngoài ngày dường như dài thêm nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa khói. Ok, tức là mình buông nhả, mình thích điều khiển thế nào cũng được này. Mình còn lại gì ngoài ngày lời yêu đã trao. Mình còn lại gì ngoài tình tan phai từ hôm nào. Nó không sao đúng không? Mình cảm giác mình dùng cái hơi nó rất là nhuần nhuyễn hơn. Ví dụ bài thứ hai là bài hồi nãy là Mascara ha, bây giờ một chút bài Hoa Trinh Nữ. Ví dụ là qua một rừng hoang. Cái cách này thì sẽ giúp những cái âm đóng kết thúc, những cái chữ kết thúc bằng phụ âm ấy, là cái âm đóng ấy, nó sẽ lòn hơi lên hướng sau miệng, lòn lên mũi rất là thuận lợi. Tại vì những cái chữ tiếng Việt mình ấy, những kết thúc bằng phụ âm, trừ những chữ này ra a i e o u á ớ gì đó, hoặc là nguyên âm, những chữ còn lại gọi là phụ âm trong tiếng Việt của chúng ta, thì những chữ nào nó kết thúc bằng phụ âm nó hay lòn hơi và âm lên mũi, nhưng mà nó phải theo cái cách thuận nha. Nếu mà cách nghịch chứ nó lòn mà bị cưỡng ép ấy, thì nó thành âm mũi ha. Mình hát chữ hoang này. Qua một rừng hoang gió núi theo sang. Ok dễ đúng không? Qua một rừng hoang gió núi theo sang dù bụi đường trên vai hai cây hoa dài lẽ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Ok ví dụ như vậy nha. Tiếp nữa này, ví dụ bài chút nữa là bài ví dụ ta bài này yêu xa của yêu xa đây ha. Ví dụ thế này này, yêu xa của Vũ Cát Tường này ha. Sương đã ngủ đọng lại trên phiên lá rất xanh. Mình sẽ trong quá trình hát hôm sau mình sẽ làm một clip là có thể là mình có một kỹ thuật nữa giúp cho hơi của mình dài hơn, đó là stop hơi lại, ngừng hơi lại. Sương đã đọng lại trên phiên lá rất xanh mà còn tìm anh chưa thôi nhớ em giữa mùa lặng lẽ trôi qua. Yes. Thời gian trôi như nhé, thời gian trôi qua những nét tiếng nắng say khoảnh khắc sẽ đôi ta trong phút giây. Nó sẽ dễ cho giọng chúng ta lên được giọng mix voice, giọng pha nhiều hơn. Hoặc là một chút nữa bài riêng một góc trời này. Mình sẽ ví dụ là ở đây là ý là Dũng nói là cái khối hơi chúng ta sẽ luôn hiểu là nó từ cái đáy cơ hoành đây ha. Đây, khối hơi của chúng ta luôn từ đây. Cơ hoành khi nó hạ xuống tới đâu thì chúng ta tính điểm đáy của hơi ở đó. Và nó dài lên tới cái vòng trên, vòng miệng, vòng miệng nhá. Vòng họng là bên trong này. Đây là vòng miệng vòng miệng trên nha, lưu ý nha. Đó, chiều dài của hơi là tính từ cơ hoành. Cơ hoành nó bị ép xuống bao nhiêu, nó dài bấy nhiêu thì chúng ta tính cái chiều dài của hơi nó sẽ từ đây xuống đây. Chữ nào mà nó lên hơi mũi thì chúng ta tính chiều dài của hơi là cũng từ cơ hoành lên tới đỉnh khoang mũi. Chúng ta lưu ý nha. Chữ nào chỉ cần ra hơi miệng, đó là những chữ kết thúc bằng nguyên âm á, thì nó sẽ lên tới hơi miệng. Chúng ta sẽ tính chiều dài của hơi là từ đáy cơ hoành, từ đáy phổi chỗ cơ hoành này lên tới vòng trên của miệng. Còn nếu chữ nào lên mũi thì sẽ tính lên tới đỉnh khoang mũi ha. Ok. Rồi, ví dụ đây nha. Chữ nắng này. Tình yêu như nắng, tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối. Nhẹ vương theo gió. Ok, dư ha, mình làm lại nha. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề em về lối xa. Tình như lá úa. Chúng ta nghe âm thanh của Dũng là nó thoát và nó có lực. Nếu mà chúng ta cứ rị cái bụng và ép cái phần bụng xuống như vậy là sai lầm nha. Ví dụ là tình như lá úa này. Tình như lá úa. Nếu mà cứ rị cái phần bụng xuống đó là sai, phi khoa học. Tại vì không có hơi trong bụng mà chúng ta đi rị cái bụng xuống là chúng ta đang hơi nó nằm ở phần trên. Đấy. Vậy mà đi rị cái bụng là ép kéo cái bụng xuống thế này thì cơ hoành nó bị hụt xuống theo và lượng hơi nó cũng bị kéo xuống theo thì nó không có lực phóng ra. Ok. Rồi. Tình như lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi riêng một góc trời. Ví dụ này. Người yêu dấu. Dư này. Người yêu dấu. Người yêu dấu hơn. Ok. Xong. Để hiểu sâu hơn á, thì các bạn cứ xem lại các clip lấy hơi và sử dụng hơi ở các bạn cứ gõ lên kèm theo tên của mình nha. Ví dụ cách lấy hơi Hà Thế Dũng, cách sử dụng hơi Hà Thế Dũng. Ngoài hai cái video chính thức ra đó còn những cái video liên quan đến phần hơi mà bổ sung cho phần đó nữa. Và đăng ký kênh YouTube, fanpage, Facebook cá nhân Hà Thế Dũng của mình. Còn nếu mà bạn nào muốn học chuyên sâu và đi trước chương trình hơn thật nhiều và được nhiều vấn đề tổng hợp từ đầu tới cuối đó, theo một chương trình có soạn giáo trình đầy đủ, các bạn có thể đăng ký khóa học online dành cho các bạn ở xa hoặc là điều kiện hạn chế. Dũng biên soạn giáo trình tương đối là kỹ lưỡng và theo cái phương pháp do Dũng xây dựng nên, phương pháp riêng biệt của Dũng ha, phương pháp độc quyền của Dũng thôi. Cái link đăng ký đó là các bạn Dũng sẽ để ở dưới phần mô tả hoặc là các bạn có thể nhắn tin qua bên số Zalo hoặc phone mà Dũng để ở phần mô tả luôn, hoặc là nhắn tin qua Facebook cá nhân của Dũng ha, Hà Thế Dũng của mình hoặc fanpage của mình sẽ có người trả lời cho mọi người. Rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc các bạn luyện tập thật tốt và giọng hát của mình sẽ phát triển thật nhiều hơn nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Sorry, không quên là các bạn hãy nghe một album về dòng nhạc bolero mà Dũng mới phát hành gần đây, được đầu tư về hình ảnh và phần bài phối cũng như là thu âm rất là hay, thì mọi người gõ là album Khúc Tình Xuyên Thời Gian 2 Hà Thế Dũng, tổng cộng 9 bài, hoặc là Dũng để link ở phía dưới, các mọi người vào xem tiếp luôn nha.